lúa chú phơi cặp bờ kênh đây quý vị. Đây một khu vực này người ta cũng đang cắt lúa quý vị. Chú mua để chú phơi để chú tràn đây quý vị ơi. Đây là cái điểm chú phơi đó. Chú mới có phơi trước bao rồi, còn 2-3 bao nữa chú gửi ở nhà phía bên bển đó quý vị. Quý vị gần xa thân mến, hôm nay trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay mình với Hoàng Trung TV cũng tới nhà chị Thảo đây để bàn luận thỏa thuận và trả tiền lúa cho chú mua tràn đó quý vị. Thì hôm nay anh em có số tiền mạnh thường quân thì đem lại đây để gửi chế Thảo để trả tiền lúa anh ta. Và sau đó nữa thì anh em sẽ nối cây nước từ nhà chế Thảo qua cho chú Kỵ xài luôn. Với mua 2 cái thùng bự đó quý vị, thì cho chú bơm đầy, chú xài hết thì chú bơm nữa, khỏi mất công chú lại nhà chế Thảo này xách, mỗi lần nấu mỗi lần xách cực khổ quá chứ quý vị ơi. Còn đóng cây nước chắc chú không thể xài đâu, chú không xài bỏ uổng lắm quý vị, thì vô cây nước lọc cho chú luôn. Thì mời cô chú anh chị cùng mình để vào xem cái video này thật ý nghĩa nha. Mời cô chú anh chị. Đây quý vị, thì đang qua kêu chú Kỵ qua nhà chị Thảo để trả tiền lúa nè quý vị. Chú mua chị qua phơi á. Nhà quan á quý vị, đó, nhà quan ta bỏ đi Bình Dương hết rồi quý vị. Gặp bà làm cá nữa à, quý vị ạ. Đây nhà chị Thảo cũng gần đây thôi quý vị, gần chỗ chú Kỵ đang sinh sống thôi, không có xa lắm. Giờ dắt chú kêu dắt chú dắt đi để trả tiền lúa chú mua đó quý vị, vừa bàn luận về cái vụ cái nước sạch cho chú, kéo ống tới nhà chú luôn cho chú dễ xài quý vị. Ở nhà chế Thảo như vậy thì chú Kỵ thường thường qua đây nằm mà coi truyền hình và lấy nước ở đây xài nè quý vị. Đây chú thường qua đây lấy nước xài và chú dắt trưa chú đồ thường qua đây nghỉ ngơi đủ nha. Đây nhà chế Thảo đó. Đây xe mình ra sao chỗ gặp chế Thảo nha quý vị. Cắt liền á, bởi em bây giờ cắt xa vậy đó, nếu mà nó tự có sự cố thì mình em nó. À, vậy là tại vì cái giống như là xài liên kết với nhà bếp á, bữa cháy nhà bếp đó hả, mới cháy luôn căn nhà hả chị? À, cũng lâu chưa, nhà mình cháy bị lâu chưa? Tháng 1 lắm. Tháng 1 á hả? Hồi tháng 1 này hay là tháng 1 năm rồi? Tháng 1 trước Tết á. Wow. Ờ, trước Tết chứ không phải qua Tết. Giờ đang nấu cơm mà, nấu cơm làm răng hả chị? Nấu cơm mà khuya lắm mà nấu nước uống. Dạ, thì bữa nay em đi qua đây với chú Kỵ để trả tiền lúa nè. Ha. Vậy là nhà chế Thảo này hồi đó cũng có bị cháy một lần rồi quý vị. Thì có cô chú Mạnh Thường Quân cắt lại cho căn nhà đây. Không biết bị chập điện hay gì đó, hồi đó thì bị cháy hết lần nha quý vị. Bồn nước ở đây đúng không? Mỗi lần xách nước đi mấy thùng về xài á? Khi hai một thùng. À, có khi hai, có khi một thùng ha. Là muốn khá tiếng. Dạ. Em theo mày xiết. Dạ. Em thằng lúa 152 kg. 152 kg. Mấy bao? Mấy bao? Ba bao. Thì tính lại đấy. Dạ. Giống kích thiệt hơi nha. Đây cô bác anh chị là cái số tiền mà chị Thảo cũng đã cộng rồi, cũng như tổng số tiền là bao nhiêu? 152 kg.
Thì hia có điện thoại hia bấm nè, tôi không có điện thoại bấm nữa. Vậy là 152 kg đúng không? Ba bao ha. Bây giờ là lấy về được bao nhiêu bao rồi chị? Không biết đó ông này, tôi cũng không biết nữa. Lấy về nhiêu bao rồi chú? Có khúc rồi. Mới lấy khúc ăn. Có hai một khúc nó, một khúc còn lại nữa. Vậy là bây giờ là mình mua là trong dây là 152 kg nha. 152 kg. Rồi nữa chú đi về lấy về thêm nha. Rồi. Bây giờ là anh Thắng dùng bấm dùng nha. 152. Nhân ra số tiền tại điện thoại tôi nó. Nhân máy. Tổng là 900 mấy? 900 mấy? 957.000. Ồ 957 rồi. Ừ. Nhân máy. Bây giờ là trình báo nha. Là ngẫu nhầm bay anh chị ngốp á. Là cũ quá, bây giờ sao nữa là cũ. Hả? Ủa còn lại chứ, lại đi thôi. Rẻ lắm không? Bán giá ký 6.300. Trời ơi, thì ta tôi bán lại sao tôi bán vậy? Tôi không có bán cho ông mắc gì đâu. 957.000. Cho ông không tham á. 957.000. Chị có tiền phối không chị? Bán cao hỉ áp kì. Lui hè té mãn lui hè nè. Áp mãn, áp 957.000 nè, bô phối 3 43.000. Đây là tổng 152 kg của bác chị thì hết 957.000 mua cho chú. Thì số tiền còn lại này thì nữa thì chú sẽ mua thêm thùng cho chú nữa. Thì hiện tại là còn dư vô lụa gửi tới 2 tiền. Không có tiền lẻ đâu. Phối 40 mấy ngàn, 40.000 vậy cho 50 đi rồi nữa anh em gửi lại thêm nè. Rồi chị đủ luôn ha. Khỏi thiếu. Rồi bây giờ là lúa đang bỏ bên kia hả? Rồi nữa chị có gì nói chú qua để đem về ha. Có gì đem đi gửi đây từ từ cũng được, từ giờ nhiều quá. Thấy cạch ha xấu xua thấy cạch như một nhà tới nhóm bị cái cạch trình độ nhau có. Hay không, bây giờ có cái thùng. Có cái thùng bự rồi chú nữa để trong thùng đó. Để cái thùng để trong thùng đó vậy. Dạ, rồi với lại. Dạ, rồi. Rồi thêm nữa bây giờ là em tính nói với chị mà về vấn đề nước này nè. Thì có nghĩa là em sẽ mua ống nước á. Rồi mình nói từ đây đến nhà chú đó. Tại vì chú đến thường đến đây để lấy nước xài đúng không? Mỗi thường là bao lâu chú đến đây lấy lần để xài chị? Nhầm khi ngày lấy lần, nhầm khi 2 ngày lấy lần. Một ngày lấy lần hả? Rồi chú xắt nước mấy thùng một lần đi lấy. Ngày có một đi xách lần có thùng, không đầy thùng nữa, tại vì xách đầy thùng quá thì ướt quần áo hết. Rồi, hơn nước đó thùng. Chú xách đó là chú để làm gì, để nấu cơm hay là để nấu cơm? Mình để nấu nước uống đó. Nước này hả, mình để nấu nước uống luôn hả chị? Này là mình có lắng phèn gì chưa chị? Tôi không có lắng đó, tại vì tôi bơm rồi đầy lưu vậy đó. Tôi nấu một ấy nước sôi tôi đổ vô, đổ ý là cho nó phèn nó lắng xuống. Mình lắng phèn chua là uống vô đau bụng á. Mình nấu nước sôi mình một ấm mình đổ vô đây là như tức nước nó trong hơn. Dạ. Nó rồi nó diệt khuẩn chút nữa. Chị đứng đây đi để cho camera dễ thấy anh em thấy rõ không anh? Thấy. Đó là ý là bây giờ là em muốn là bây giờ là để chú khỏi cần qua để xách nước cực á. Là em sẽ mua ống á, rồi sau đó mình để giống như thuê người ta để làm đào trường ống đó đi tới nhà chú luôn. Tại vì đi đến nhà chú thấy cũng gần rồi. Cũng sẽ tầm 100-200 mét không? Tôi không biết, nó không gần. Để nữa đi, bây giờ mình sẽ đo này kia rõ đi rồi mình mua ống về làm. Là cái này là chị cũng đồng ý bơm nước cho chú mà đúng không? Này là cũng cho miễn phí luôn hả? Miễn phí, tại vì tôi á, tôi cũng thường đi chùa. Dạ. Rồi bây giờ mình còn trẻ mình cứ làm phước đi tới mình già mình có sự phước đó mình hưởng của mình. Dạ. Vậy đó. Rồi vậy để em mua ống rồi xong quá khi nào mà chú giống như em sẽ mua 2 thùng bự vậy nè. Rồi bơm cho chú lần 2 thùng bự đi. Rồi khi nào chú xài mà hết nước đó. Thì qua chú nói chị bơm tiếp. Bơm đi vậy đó. Rồi tới 1 thùng tôi tắt mua tươi lần. Cả tiếng sao mới bật lên nữa. Thì đó mình cứ bơm vậy đi không sao đâu. Bây giờ qua chỗ chú nói chuyện chú ơi, hỏi chú ơi đồng ý không? Kèn tóm bông. Đi qua ngoài đi, ngoài đi. Đi qua ngoài chứ. Đi ra ngoài đi. Bây giờ không sáng.
bàn chuyện cái vụ kéo ống nước lại cho chú xài quý vị. Ở trong nhà hơi tối quá. Đó, rồi đó. Rồi. Chú đi nha. Rồi bấm chưa? Đó. Bấm rồi chứ. À, thì bây giờ là chị ở đây thì cũng là chú hai qua ở hàng xóm thôi. Rồi nói chung là chú là thường hay qua nhà chị lấy nước này nọ hết chơi đúng không? Ừ. Thì bây giờ đó là chú có chịu không? Bây giờ là câu nước từ đây đi ha. Ờ. Là mua ống gì mình câu rồi cho chị Thảo á, mai mốt nước mình bơm sẵn hai cái bồn bự đi. Rồi khi nào mà mình xài hết nước thì nói chị Thảo bơm đi tiếp. Rồi ở đây là chị Thảo là cho không luôn á. Chị nói đi, chị nói. Cho điện bơm cho không á chứ tôi nhà không tôi lấy xài, tiền luôn. Nhà tôi đang xài được có mấy ngàn đó. Biết rồi. Đó là bây giờ là chị Thảo cho bơm nước miễn phí luôn, để có gì đó, hàng tháng nếu mà có kia thì em có thể hỗ trợ chị phần điện đó nữa. Đó là để mà giống như giúp đỡ chú vậy đó ha. Đó thì ở đây thì cũng được chị Thảo là giúp đỡ là cho bây giờ là chú sẽ mua ống nước đó, nối từ đây đến nhà chú luôn. Rồi hàng tháng vậy đó thì cứ bơm nước cho chú đi. Chị thì không có nhận tiền luôn đó, chị cũng làm phước lắm cô ba anh chị. Tại vì ở đây chú Kỵ là cũng thường qua đây lấy nước thường xuyên mà đúng không? Đó. Hay nảnh cách nó mau tay nhắm nó ổng lại nhà tôi nó cơm nước kịp không kịp cũng ăn đây chứ tụi tôi giống coi như giống anh em trong nhà vậy đó. Dạ dạ. Chứ không có mà nghĩ tầm bậy tầm bạ khác đâu. Dạ, vậy cũng rất chị cũng rất là tốt ha, tại vì ở gần đây và cũng được nhờ sự giúp đỡ của chị vậy là thật sự rất là tốt luôn. Mà chú thường thường cũng có qua ăn cơm đây hả? Ít lắm. Cũng ít hả? Lâu lâu á mới ăn lần. Ừ, nào mà làm trăm năm mới ăn lần. Cái gì mà trăm năm sống hết. Lâu lâu mình nấu không kịp thì mình ăn đây, chị cũng nấu cho ăn mà ha. Cái sẵn rồi, ổng lớn tuổi một chén hai chén là yeah, đâu chán. Rồi mày tám á, tàu xi ban trợn thế. Dạ yeah. Ừ thì vậy đi ha. Bây giờ là em nữa em sẽ đi coi đo rồi coi bao nhiêu mét vậy đó. Rồi nữa sẽ mua ống vậy thì cũng nhờ chị giống như là câu nước bơm nước cho chú ha. Thì nữa em sẽ mua thùng nữa bể bên nhà chú đi cho nó tiện, tại vì bây giờ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ để làm cây nước đó. Thì làm vậy thì hiện tại cũng chưa làm giấy thỏa thuận này nọ được nên cũng hơi khó, cho nên bây giờ mình làm vậy để cho tôi tiện. Ở đây nhờ nói chung nhờ đi nhờ lại ông này lại nhà tôi, nhầm khi trời mưa ổng thấy quần áo ổng cũng đem vô cho đó. À, giống như chị đi ruộng đi này kia không tôi ai nhà tôi đi cắt tỏ đâu đó, rồi ổng này thấy trời mưa đó dạ. Là đồ ở ngoài là ổng gom vô nhà cho hết rồi. Dạ dạ. Nói ngay đi. Có đi có lợi chứ dạ. Không phải mà có đi mà không có lợi đâu. Rồi vậy bây giờ thì em cũng xin cảm ơn chị nha. Dạ. Giờ thì em cũng gửi tiền lúa xong rồi, bây giờ thì nữa chị nhớ nhắc chú để đi lấy lúa về phơi này kia dạ. Để nuôi gà. Rồi bữa cháy nhà đó nhà ông này la làng lên á, không phải không thôi đâu con tôi ở nhà không biết sao đó. Chứ ổng qua lại suốt ngày đó. Ôi đó là cháy nhà chú qua đi kêu hả? Qua đi kêu chứ. Qua ổng lại rồi ổng thấy cháy ổng đi kêu người ta. Chú chạy đi vòng vòng xóm để kêu mọi người đến để dập tắt giùm ha chú. Rồi đâu có ai đó, có ông này phát hiện nè. Rồi ông này đi chạy la làng kêu người ta. Rồi con nhỏ lớn á thấy nó thấy lửa cháy á thấy nó đâu có mà chân ra đâu, nó tạt lên can nó tạt nước rồi nhờ người dân người ta kéo nó ra đó. Nhờ ông này nói ngay đi. Chứ tôi thì tôi đi tới bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng lấy, đâu có ở nhà. Hồi đó là đi đâu hả chị? Đi đưa bà già đi chị bệnh á. Bay quá trời. Biết. Vậy là hay nhờ ta nó vậy tỏ mento nhờ cách á vậy tỏ. Vậy cũng nhờ chú Kỵ hơn nữa là đi kêu hàng xóm lại dùng dập tắt. Rồi xong mà dập tắt hết là cháy hết luôn hả chị? Ai vô ngậm lửa nó bự quá rồi tới người dân ta cũng lại đại nhà mà đâu có cứu nổi. Bởi vậy ha. Rồi giờ bây giờ cũng có lại được sự hỗ trợ của bên đâu để giúp đỡ mình rồi. Chùa Sơn Lĩnh á, thầy Sơn Lĩnh. Cũng được thầy Sơn Lĩnh. Bây giờ chồng tôi đi mần cho thầy mỗi bữa đó. Đi mần làm công quả luôn hả chị? Không có. Tụi tôi nói thầy tiếp các nhà vậy đó, rồi tụi tôi làm tiếp làm cho thầy cũng được, thầy không chịu. Thầy nói như tụi tôi không có, thầy trả tiền ngày vậy. Dạ. Đó, tụi tôi nếu mà không có thầy nó chắc bây giờ không có nhà nữa. Dạ. Nhờ có thầy á. Vâng. Ôi đó, lúc chị, ôi. Chị cũng rất là tốt luôn. Bởi vậy tụi tôi cũng có làm phước mà, tới nữa có sự cố thì có ông Lục
thầy đó cắt nhà cho đó. Bà không có thầy nó, tụi tôi không có nhà đó bây giờ thì nói thiệt. Tụi tôi cũng cảm ơn thầy chùa Sơn Linh nhiều lắm chứ không có gì đành đáp ơn cho thầy đâu. Chỉ có 10 ngón tay cầu lên ông trời đừng cho khổ giống tụi tôi. Chứ tụi tôi là cháy nhà lần này là mà nỗi đau lớn nhất là trong cuộc đời tôi á. Đúng rồi, mất hết tất cả tài mất sản. Mất hết luôn. Tất cả cái không có còn cái gì một miếng một món nào. Rồi đừng có thấy tài sản trong nhà vậy đó, anh em tôi hỗ trợ cho mượn tiền mua không á. Dạ. Rồi vậy nói chung đây cũng là một điều may mắn đến với gia đình, thực sự là được sau khi hỏa hoạn xảy ra mà gia đình lại được thêm, nói chung là được sự giúp sức của nhà chùa cũng như cô bác anh chị gần xa đến để tạo được căn nhà như thế này thì cũng rất là tốt rồi. Và bây giờ thì chị cũng đang làm rất là nhiều phước nữa, hiện tại chị cũng đang giúp lại chú Kỵ nữa đó. Thì bây giờ thì em cũng xin cảm ơn chị nha. Thì để nữa đi em đi mua ống rồi này kia nọ xong rồi cũng nhờ thầy nói đây đi, nhà tôi tháng xài bao nhiêu tiền đấy. Tôi ông này nè sạc đừng biết đừng đi chứ tôi nói lại sạc đấy, tôi nhà tôi xài tháng có mấy ngàn đó, ông đừng có ngại. Không tin hỏi ổng coi, tôi không có nói tầm bậy đâu. Nói lại cứ việc lại sạc đấy, chừng nào mà hết thì lại đi, đừng có ngại cái biết sẵn cái đồ điện tử mình để đâu nó hứa. Đúng rồi. Vậy bây giờ thì em cũng xin cảm ơn chị nha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì xin hẹn gặp lại với cô ba anh chị trong những video tiếp theo nhé. Thì chung nữa thì đi đo với lại này nọ xong rồi chung mua ống nước đó. Rồi chung sẽ tiếp tục đến để mà làm cái phần nước cho chú. Vâng, bây giờ thì chung cũng xin khép video tại đây. Thì xin hẹn gặp lại cô ba anh chị trong những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Rồi, hỏi ba anh toàn chân tóc. Tóc đúng không?